Bạn có nhu cầu mua ác Free Fire, ác Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Rikaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã trở lại với Ria kia mình. Và chúng ta đều biết rằng thẻ vô cực là một cái điều gì đó rất đặc biệt trong Arena Free Fire. Bởi vì một khi thẻ vô cực đã bán ra rồi thì gần như không bao giờ những cái thẻ vô cực này có thể được bán trở lại nữa. Và cái thẻ vô cực nó đánh dấu đó là vào cái thời điểm đó người chơi đã có gắn bó với Arena Free Fire. Tuy nhiên thì không phải là thẻ vô cực không bao giờ được bán lại, bởi vì Arena đã từng bán lại từ thẻ vô cực từ mùa 1 đến mùa 6 thông qua sự kiện 2000 kim cương. Và mới đây, cách đây khoảng một ngày thì bên Arena nào đã có thông tin về một cái điều mà có lẽ là mọi người đều rất là sợ hãi, đó là tin đồn sự quay lại của một cái thẻ vô cực cũ. Và ở trên cái trang huyền thoại sinh tồn Free Fire thì bên Arena nào có tung ra đó là một cái ảnh, trong đó chúng ta có thể nhìn thấy ngay đó chính là ban nhạc Trap, và chúng ta có thể nhìn thấy lần lượt đó là Trap Alpha, Trap Primo, rồi Trap Realist, đó là những cái ca sĩ ở trong cái ban nhạc Trap. Và hai trong số bốn cái trang phục này là đến từ thẻ vô cực mùa 21, đó là thẻ vô cực mùa nhạc Trap. Và ở cái thời điểm đó thì cũng có khá nhiều người mua cái bộ trang phục này, và ngay lập tức cộng đồng đã có comment ở phía dưới, ví dụ như bạn Bô Mê Mê, và không biết họ là ai nhưng họ trở lại để hút cạn máu chúng tôi, và cái comment này nhận được 207 like. Trương Anh Khoa, sứ mệnh của họ là để hút máu mấy đứa chơi chơi shop huyền bí với thẻ vô cực hip hop. Thì các bạn nhớ rằng là hai cái bộ trang phục, ví dụ như là bộ Trap Primo, hôm như cái bộ trang phục mà Antonio mặc thì nó là đến từ shop huyền bí, trong đó đây hai bộ trang phục còn lại đến từ thẻ vô cực mùa 21. Và rất nhiều game thủ lo sợ rằng thẻ vô cực mùa 21 này sẽ được bán trở lại trong Arena Free Fire. Tuy nhiên thì theo dự đoán của mình, theo những phân tích của Korea kia mình, thì mình nghĩ rằng là bên Arena sẽ không bán lại bộ trang phục thẻ vô cực mùa 21 đâu, mà có lẽ là cái ban nhạc Trap này họ chuẩn bị sẽ có một cái MV ca nhạc mới để cổ vũ cho giải Free Fire Continental Series. Đấy, thì cái này nó sẽ khá là thú vị và khá là hay ho, thay vì cái việc mà họ bán lại thẻ vô cực mà sẽ khiến cho người chơi cảm thấy rất nổi giận. Và bản thân cái thẻ vô cực Trap cũng không phải là một thẻ vô cực mà quá được mọi người yêu thích, bởi vì nhiều người cho rằng là cái kiểu trang phục màu mè như thế này thì nó không hợp với văn hóa Việt Nam. Và đó lý do vì sao bộ trang phục này nó không phải là cái gì đó mà quá được săn đón như là thẻ vô cực mùa 1 hay thẻ vô cực mùa 2. Và mình nghĩ rằng là cái thẻ vô cực này thì sẽ không quay trở lại đâu, mà đơn giản thì sẽ chỉ là một bài hát để cổ vũ cho Free Fire Continental Series đến từ ban nhạc Trap này mà thôi. Chính vì vậy nên là anh em không cần phải lo lắng, bởi vì là bên Arena còn rất nhiều trang phục của giải Free Fire Continental Series mà sẽ ra mắt ở trong thời gian tới. Đó, thì cái này thì cũng đã, mình nghĩ là cái này thì anh em không cần phải lo lắng gì nhá. Nói chung là sẽ không có chuyện là thẻ vô cực này được bán trở lại đâu. Còn nếu như mà thẻ vô cực này được bán trở lại ấy, thì mình nghĩ rằng còn nhiều thẻ vô cực đáng được bán trở lại hơn so với ở cái thẻ vô cực mùa 21 này. Ok, thì đó là thông tin về cái tin đồn thẻ vô cực mùa 21 sẽ quay trở lại. Tiếp theo thì ngày mai như mình đã có thông tin cho anh em là nếu như anh em nào mà chưa mua thẻ vô cực ấy, thì có thể ngày mai trong cái shop huyền bí thứ 11 thì chúng ta sẽ có cái hai cái bộ trang phục, đấy là hai cái bộ trang phục nữ tướng này và nam tướng này. Đấy, mai chúng ta sẽ có hai bộ trang phục này. Thực ra thì bộ trang phục này mình đã có test ở server nước ngoài rồi, đó là bộ trang phục nữ. Còn ở server Việt Nam thì hiện tại chúng ta cũng chưa biết là cái shop huyền bí mùa 11 ngày mai nó sẽ có những cái đồ gì. Và hy vọng là nó sẽ có thẻ vô cực để dành cho những anh em nào mà chưa mua thẻ vô cực mùa này thì sẽ có cơ hội mua thẻ vô cực với giá rẻ. Và cái xưởng, cái shop chế tác này, cái shop huyền bí này thì nó sẽ kéo dài trong vòng một tuần đến ngày 27 tháng 11. Thì theo mình biết thì có lẽ server miền Nam ngày mai cũng sẽ mở shop huyền bí, anh em nào có kim cương thì tích dần đi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nhảy qua bên server Ấn Độ để có một cái phần khá thú vị. Mình phát hiện ra là bên server Ấn Độ này họ đã bán trước một số những cái skin súng mà có lẽ là bên Việt Nam mình chưa ra mắt. Thường thì không biết sao nhưng mà bên Việt Nam chúng ta thường bán skin súng này khá muộn. Trong những cái hòm súng, skin súng mới ở bên này thì mình phát hiện ra
là bên này có hai cái skin súng khá là thú vị. Thứ nhất là skin của khẩu chim gõ kiến, thứ hai là skin súng của khẩu M500. Chúng ta đều biết là khẩu M500 thì từ trước giờ cũng có một vài skin súng đến từ thẻ vô cực, nhưng mà nó không có cái hiệu ứng gì cả, nó không có chỉ số gì cả. Trong khi đó thì chúng ta sẽ có một cái bộ đó hộp súng tiệc tùng đấy, Party Animer này, và trong mấy hộp súng tiệc tùng này sẽ bao gồm đó là skin AUG, skin M500, skin của khẩu chim võ kiến và skin của khẩu AK nếu mình nhớ không nhầm. Ngoài ra có cả cái hộp súng công lý nữa. Hôm trước thì mình quay cái hộp ở bên này mình trúng được khẩu UMP công lý bắn cũng được. Cái bộ súng công lý này thì mình thấy cũng khá hay này, khẩu AK47 công lý nó cộng một tốc độ bắn cũng như là một xuyên giáp, và nó giảm đi một tầm xa. Thì tầm xa không phải cái quá quan trọng với khẩu AK vì sát thương của AK khá to, và một tốc độ bắn nó một xuyên giáp thì ví dụ như là những bạn nào muốn tìm kiếm những cái skin súng giá rẻ thì anh em có thể nhìn thấy mấy cái bộ này đấy. Không phải ai cũng sở hữu skin súng huyền thoại, nhưng mà có skin súng mà không phải huyền thoại vẫn xài ngon đấy. Đây là khẩu chim gõ kiến tiệc tùng, và chim gõ kiến tiệc tùng thì sát thương nó sẽ tăng cho chúng ta đó là một sát thương và một độ chính xác. Đây là hai cái điểm rất là quan trọng đối với cả khẩu chim gõ kiến này, thực sự là như vậy. Và bây giờ mình sẽ thử mở 5 hòm nhá, xem có ra gì không. Và ui, ra là khẩu vĩnh viễn anh em ơi, ra là khẩu chim gõ kiến vĩnh viễn tiệc tùng ạ. Thơm bơ thật sự, và khá ngon, đội bán son với cái giá nó rất là rẻ. Ở bên server này tôi không có nhiều kim cương server Việt Nam. Ok, và như vậy là mình đã lấy được khẩu chim gõ kiến vĩnh viễn rồi, và ngon ngon rồi. Khẩu AUG thì theo mình đánh giá nó hơi cùi, nó cộng 2 tầm xa và nó giảm đi một băng đạn. Thực ra thì khẩu AUG này đạn nó đã bị giới hạn rồi, mà bây giờ lại còn bị giảm băng đạn thì thực sự nó hơi phế. Hôm trước thì mình có khẩu Scar tiệc tùng qua mình test cho anh em rồi, tăng một tốc độ bắn thì cũng được. Trong khi đó thì cái khẩu súng lục cũng ngon này, tăng một sát thương và một băng đạn. Thực ra băng đạn và sát thương là hai cái khá là cần thiết với khẩu M500 này. Trong khi đó thì cái khẩu chim gõ kiến kia cũng tăng sát thương và độ chính xác cũng khá ngon. Thực ra M500 thì cái tốc độ thay đạn mà bị giảm cũng không quan trọng lắm, thì thực ra khẩu này thay đạn nhanh, đa số tất cả khẩu súng lục thì đều thay đạn rất là nhanh, và khẩu này thì trông cũng khá là đẹp. Khẩu này thì nó sẽ đồng bộ với cái trang phục của Dasha. Vâng, nhưng mà khá ngon anh em ạ. Vâng, ui, mở ngay ra là quả. Về Việt Nam mà mở được ngay thì thơm nhỉ. Đây là khẩu AUG. Về Việt Nam mở được khẩu chim gõ kiến này thơm. Giảm tầm xa không phải là vấn đề với khẩu chim gõ kiến, vì đây là một khẩu súng nửa bắn tỉa, nửa súng trường, nên là giảm tầm xa thì sát thương nó cũng không bị ảnh hưởng cho lắm. Trong khi đó thì tăng sát thương và độ chính xác thì theo mình đánh giá là những cái điểm nó rất là ngon đến từ cái khẩu chim gõ kiến này. Khẩu chim gõ kiến này thì ở Việt Nam thì chúng ta mới dịch cái chim gõ kiến thôi, dịch từ cái từ tiếng Anh là Woodpecker, nhưng mà cái trong tiếng Anh thì nó là khẩu M21A5 đấy. Thì nó sẽ hơi khác một chút. Ví dụ như các bạn mà xem giải đấu bên nước ngoài ấy, thì các bạn sẽ thấy là các bình luận viên ở bên nước ngoài sẽ không gọi cái khẩu này khẩu chim gõ kiến, mà họ sẽ đọc cái tên của khẩu này là khẩu khác. Chỉ có ở trong tiếng Việt thì có lẽ là bên Việt Nam dịch khẩu này chim gõ kiến thì nghe cho nó vui tai thôi đấy. Chứ còn đúng thì cái biệt danh của nó là chim gõ kiến, nhưng mà đúng ra thì nó sẽ được gọi là một cái, nó sẽ có cái tên khác đấy. Nó sẽ có một cái tên khác, một cái tên đúng là tên xịn của nó. Và khẩu này thì theo mình đánh giá là khi mà có skin súng thì bắn rất là thơm, bắn rất là thích khi mà nó tăng độ chính xác. Và nếu như mà mang thêm kỹ năng của Laura nữa thì bắn nó khá là phê, và đạn nó ít khi bị đi chệch. Trong khi đó thì tăng thêm một sát thương là một điều rất là tuyệt vời, bởi vì khẩu này cũng là một trong khẩu sát thương lớn, cộng thêm với việc là khả năng xuyên giáp của nó rất là tốt, nên là bắn vào đối phương khá là ngon. Hiện tại chim gõ kiến thì cái khẩu này thì rất là nhiều anh em yêu thích, đặc biệt là trong giải đấu custom, và nhiều anh em cho rằng là khẩu này thậm chí bắn còn phê hơn so với SVD. Tuy nhiên thì tất nhiên là bên nhà nào cũng sẽ không thể để cho khẩu này mạnh hơn SVD được, tại vì khẩu SVD nó là khẩu súng trong thính, khẩu súng đặc biệt, nên là bên Ghana thì sẽ vẫn giữ cho khẩu SVD là cái khẩu bắn tỉa, bắn tự động này cao nhất ở cái tầm gọi là xịn nhất. Trong khi đó thì có lẽ là khẩu chim gõ kiến này nó sẽ ở một cái cấp độ ở đấy mà hơn khẩu SKS một chút thôi. Đấy, nói chung là bắn thì khá là ngon, thực sự là cái sát thương nó rất tốt và cái khả năng xuyên giáp của nó rất là tuyệt vời, thực sự là như vậy. Trong khi đó thì chúng ta sẽ đến với cái khẩu M500. Thì khẩu M500 này ấy, thì thực tế là cái việc sử dụng nó thì cũng không nhiều, chủ yếu anh em sử dụng khẩu M500 thì ở trong chế độ tử chiến là nhiều thôi. Tuy nhiên thì với việc mà có skin súng ấy, thì chắc chắn là cái khẩu M500 này nó sẽ mang lại cho chúng ta những cái điều khác biệt ở trong cái round đấu đầu tiên. Thì anh em biết là trong những cái round đấu đầu tiên ở tử chiến ấy, thì các cái việc mà tăng thêm một chút sát thương, đôi khi hơn nhau một vài sát thương rất là quan trọng. Thì mình nghĩ là với cái việc mà khẩu M500 này nó tăng thêm sức mạnh như thế này đối với cả cái skin
skin súng này thì nó sẽ tạo ra một cái sự hơi mất cân bằng một tí ở trong cái giai đoạn cái ván 1 của chế độ tử chiến. Ok, cái skin súng này thì sẽ có 6 viên nha anh em nhé. Bình thường thì khẩu này có 5 viên thôi, nhưng mà bởi vì nó tăng thêm một điểm băng đạn nên nó sẽ có 6 viên. Và mình nghĩ là 6 viên là một vấn đề cũng khá ổn, cộng thêm một sát thương. Một sát thương thì bình thường khẩu này bắn nó đâu đó khoảng 31, khoảng nếu bắn nó vào thân trên mà không có giáp là đâu khoảng 35, 33, 34 sát thương gì đấy thì bây giờ nó lên khoảng 35, 36. Nói chung là nó cũng không phải là chênh quá nhiều, mình không đánh giá cao một cái điểm sát thương đến với khẩu này. Nếu như mà khẩu này mà tăng thêm một tốc độ bắn và cộng thêm với cả một băng đạn thì mình nghĩ là sẽ ngon hơn. Đấy, nếu thực sự khẩu này mà tăng thêm tốc độ bắn thì mình sẽ thấy ngon hơn. Ở bên server Ấn Độ đấy không hiểu sao nó hơi bị lag nên là bắn không được chuẩn cho lắm anh em ạ. Bắn nhìn nó cứ hèn hèn. Ok, và đó là phần mình review hai skin súng mới. Và nếu hai skin súng này ra mắt ở server Việt Nam thì mình khuyên các bạn là rất nên lấy hai skin súng này để có cho mình đó là những cái pha giao tranh thuận lợi hơn. Và nếu như đây là lần đầu tiên anh em đến với kênh của Ria kia mình, đừng quên để lại bình like và subscribe nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.